Hello anh em, vóc màn tang nữa này các bạn. Má là người sao nó cho mà các bạn. Mấy ông ngồi mà nó ốm yếu đeo bệnh rồi. Thôi nhảy cho bọn mình nhiều lắm các bạn. Đầu giá này khác đeo lò bệnh là chết rồi. Nấu ở màn tang mà chưa ông hết rồi. Bây giờ là mình có gọi ông Phương quay đầu. Mình sẽ che tủ tụi nó lại. Mấy người thành Trung dũng cảm đó là vật mẹ Trung gì. Trung gì nó đặt cái tên Trung. Nó đặt cái tên Kim Đặc Dũng nữa chứ. Dũng ông ngoại ông nậu nó đỡ lại thôi. Dũng gì biết mẹ đó. Mấy hình mình bưng ra gác là tối giờ ơi ngủ lục mẹ. Sợ trái giá trời trời ở đâu rồi cứ về. Sao gì vậy bằng tăng. Còn nói lại. Mới lại không với ông chơi tôi đồ tôi bực tôi giờ tôi bực gì cảm vì mềm cho muối luôn. Cho mấy ông cứ quẩn dương dưới mày. Trai biểu động em cho rồi. Cho mấy ông cứ trôn xe tôi luôn là tôi đỡ cái xe của tôi trôn lại cho tôi hứa làm anh em như thế nào nó anh em mình chung một nhà một gia đình đồ vậy mà tụi bay cứ cho vậy chứ làm gì mà bị mới mày quá mấy ông điều đập xe luôn lộn qua đi chữa bệnh mà giờ nó chưa hết nè mày giờ tôi bị đeo dây đeo chân đeo nhức tay chân à ai chịu ơi sao giờ chờ rồi sao mẹ sao gì mà chơi chưa á mấy tôi khiêng thế rồi mấy mình bột cái nhé đó rồi mày bị gãy chân ông nghĩ ơi em nè không cô cần không đỡ đâu à mấy ơi lâu lâu chào đâu mày lâu lâu chào cái mà lại mặc cái nhanh như đúng mặt đang thiệt chứ vậy mà cô gọi là tổng nghĩa đi tôi tội ai tôi làm nha mà giờ kêu qua đây khép đi cơ công đi bây giờ tôi làm ngồi đây biết đâu tôi với ông chơi lại đây. Tôi cái màn nào có được không tôi Trung ơi Trung dai Trung như mắng thấy không Hàn Quốc nó dai lắm ế điên nào đó mà ý là cái tôi cái màn gì nối đỡ cho anh em biết đỡ chuẩn bị thuốc cho mấy đó mấy đẹp ép của mấy đó giờ này nó sạn cục sạn nó như cái ấp đùi vợ nha không thấy dở đâu nha ấp đùi vợ nha không thấy dở đâu nha không phải trời thánh không chủ sao to dữ à tôi dày luôn sao giờ sao đi quay làm gì ông dễ gái được không mà được cái mấy giờ lại làm gì xác xác mạch tôi lại thì ông dễ gái được không ông dễ gái được không hầu giờ tôi không có làm á mà mình nghĩ sao mạch tôi rồi vậy đi tu rồi vậy mà giá gái sao được mình nghĩ sao mạch tôi rồi vậy đi tu rồi vậy mà giá gái sao được vậy mới hay ông ơi nói ông make up được không được đúng không đúng đúng là tôi chỉ có giờ cái ông make up cho ra mà đúng mấy gì là tôi chỉ có cái điệu bộ tôi eo lại thôi. Đúng nào đúng nào được không được tụi nó được là được rồi nếu vậy các bạn hãy xin màn đôn mình ba gác quất màn tang nha các bạn màn tang biếu trong được không tôi nói là làm đủ mày đủ quá tụi này đâu không chúng tôi ghé được không được quy chế đủ đây 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 đâu mà đây mà thấy được không mày nói cho đây mình thấy tốt không cái tụi chú con ma cả lòng như sao dạy không đẹp tiền mà đẹp cái gì vậy đẹp cái buông cái gì cái mày ông rất là đẹp tôi nói thiệt ông vô tôi nhỏ tôi đổ má nhổ chứ mình đặt nha đây chồng chạy mày buộc dạy tôi của thấy đẹp không ok các bạn nha giờ mình đẹp có về chỗ đây sau đó mình sẽ chờ anh em nó để thực hiện màn trò này các bạn hãy đón xem clip của anh em mình nhé yeah bung mà bung bằng tàng luôn mà ở đây 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 trời ạ tôi chạy xuống đánh phát cái giò ờ quên chưa đánh phát mấy chân đồ chắc tôi rồi đây không, các bạn thông cảm nha, tại vì mấy người đó nó trôn tụi mình quá giờ mình ráng cố gắng để mình trôn nó chứ giờ tụi thấy tụi cũng gúm chứ đừng nói mấy người đó nó gúm tụi điệp các bạn thông cảm nha các bạn. Hello anh em, mình đã chuẩn bị cho anh Vương xong rồi. Các bạn hãy xem coi tụi anh trang điểm xong rồi. Ơ, em giết tôi luôn Vương. Tao bụi mày luôn á. Làm cũng chụp mình á. Trời ơi, gồm quá hả nào em. Gồm quá. Gồm. Trời ơi, trang điểm gì mà gồm chứ hay. Trời ơi, tao còn gồm, tao thấy tao còn gồm hút chứ mày. Trời tụi lẹo luôn á. Đủ mà tụi chụp mình mà. Tao việc hả, tao gì vậy hả, gì anh em á, tao mới làm cả chứ không được không em. Rau, ok, anh em mình sẽ chốt nha. Quốc luôn, tao luôn, let's go. Hello anh em, mình đẹp
anh em ơi, mình đẹp camera, mình đẹp máy quay rồi nha các bạn. Hãy chờ xem phản ứng của thằng Trung Chạy Châu, thằng Trung Dũng Cảm gì, thằng Thật Dũng luôn gì đó. Rồi chứ ông Mộng Hiếu Ác coi thường phản ứng như thế nào nha các bạn. Hãy xem Thiên Thật Dũng, hãy xem. Vậy giờ tao vậy bao bằng đang có điện. Ông nước đây em cứ chạy đi trước, coi nó làm gì. Tụi mày tao nói chung. Alo. Lên đây bảo, lên mèo mai lấy đồ có bảo. Lên đây trả đi mèo anh chứ có con đĩa nào gẹp em á. Để nha. Rồi. Đem đất tay giá đi luôn. Tôi lấy chi hả?
Gạch tre là thằng nào nó dám yêu được tụi tôi chấm luôn á. Khùng quá à. Ông bà, tôi giúp ông bà giờ ông chơi tôi này thôi, tôi mất không. Tôi mày còn đẹp tụi nữa ông mày sao. Ủa lên bó, nó đưa anh em đem dậy rồi, nó bày tiền thấp chết rồi. Kìa mẹ đi mày kìa. Còn thằng nữa, còn thằng nữa chơi. Chị nào đó. Chúng chỉ thờ trùng nữa. Hiểu đó chưa. Mày thấy ghét á. Ừ. Quá mẹ xài nó cười à. Do lên mày tại nậu. Thôi ông chơi nha. Tôi chạy xuống con chỗ mà. Ông muốn vào cửa đây mình. Nè, càng nhìn nhanh cho nó lên được. Điện trung nhang bạn. À, em sao lên lâu em? Lẹ lên lẹ chứ có một nữ fan nó đang chờ em ở trên phòng á. Sao? Tiền quốc nó chạy lên đây nó điện em nó nói em trước ta. Phòng 301 em 301 nha. 301 em xuống mở cửa vô có một nữ fan đang chờ em chẳng á. Ok. Lớn lên chị, lớn lên. Mình đổi đánh giá lên nha bạn. Quá. Mày đi.
sao tôi tệ hơn. Bỏ mình khóa cửa mà ta sao chạy nhanh như vậy. Trời ơi, má người mình nhanh quá các bạn ơi. Mẹ đồ mẹ đó. Trời, nó không như đùng, nó không như bóng. Trung nó mạnh quá, còn bắn nó yếu hơn. Tôi chưa chèn nhập được tới còn Trung đó, nó to còn hơn tôi mà như vậy. Ê, nó làm được. Tôi ra thì đánh cửa sợ, tôi sợ nó nhìn cái này, ai ngờ lộ ra nó. Đến được, tôi tốn luôn nào. Đến được, tôi tốn luôn nào. Người hồ thay thủ cũng quá mà tiền cần chú. Người hồ thay thủ cũng quá mà tiền cần chú. Mẹ thì Trung rồi, tôi tốn luôn nào. Ờ, không ấy là tôi đang nhà không? Ừ, rồi đi ghê rồi, tôi lấy không? Ủa, tôi bắt. Ủa, tôi đang đi.